Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra để hai bạn xem cái phần dự đoán của mình hôm nay có chuẩn xác hay không nha. Đúng không em? Dạ đúng. Em đúng hả? Dạ. Em là ngồi chính giữa đúng không cưng? Hay quá, người ta phụ nữ ta nhạy cảm không? Ta đoán cái trúng liền. Đau, khổ đau. Bạn ơi, một tay. Nhìn kỹ cổ coi. Trời ơi. Ông này. Trời ơi, ông này chán cũng ghê luôn á. Tại vì không biết được. Bệnh nhìn ở ngoài đẹp hơn là trong hình. Ngoài đẹp hơn trong hình. Rồi, cảm xúc dạ, đầu tiên cảm ơn. Của hai bạn khi mà mở cửa trái tim này ra thì cảm xúc của mình như thế nào? Mình thấy bạn ở trong này với ở ngoài là mình thấy bạn thì ngoài xinh gái hơn và chững chạc hơn. Này sao đây? Trước khi vô câu chuyện người ta nói là họ đứng lên cao 1m75 cho người ta thấy đàng hoàng, thấy không? Ôi hai người này cao dữ. Giờ thả ra luôn rồi. Cái này là trái cây nhà chồng hết đấy hả? Dạ. Có phun thuốc không? Dạ không. Trời ơi còn qua 8 lớp bịch ni lông nữa. Ủa? Đây là tiêu. Trời ơi, tặng qua cho cổ thì đưa qua cho cổ đi. Đây là tiêu bạn nam mới vừa tặng cho em. Bạn ơi, tiêu đừng nói tặng điều nữa nha. Tiêu này không được, về nấu mấy món lẩu, gà ác đồ này kia đó ha. Tiêu xanh này bỏ vô không phải tại vì gần Tết đó thì có này đúng một chân cái hấp dẫn. Xoài. Trời ơi, chảy nước miếng luôn à trời. Trời ơi, tôi tưởng đâu lận. Ngày ngày đầu tiên đến gặp mặt thì mình cũng có món quà bạn. À vậy được rồi. Rồi ngồi xuống nha hai bạn. Rồi. Như bạn là làm khoảng vào ngày thứ mấy hoặc như nào? Mình thì làm một tháng sẽ được nghỉ 4 ngày. Không bắt buộc là vào thứ bảy chủ nhật. Dạ. Chịu nghỉ một lượt 4 ngày luôn được không? Dạ được ạ. Có nghĩa là một tháng là 4 ngày phép, nghỉ ngày nào thì mình cứ xin trước. Đúng rồi ạ. Vậy cũng được, dễ tiện. Nhiều khi hẹn đi chơi đâu lâu lâu xa xa mình đi hơi 4 ngày luôn cũng được. Ở dưới AK thì mình có bà chị ở dưới đó, cũng dễ em ghé qua ghé lại được. Thế thì tiện cho việc đi lại với lại ở chơi hơn. Nhưng mà ví dụ như bạn mà rảnh thì mình bạn xuống dưới mình đi chơi hay là như thế nào? Cái này thì mình nghĩ là do cả hai sẽ tự thỏa thuận sắp xếp với nhau. Tức nghĩa thì mình chưa xuống bao giờ cả. Thì cũng hơi khó để chờ. Thường là bạn trai phải tới chỗ bạn trai gái chơi trước. Rồi khi nào mà yêu nhau lâu mà này kia rồi lúc đó đó thì bạn gái người ta mới biết là mình mới đưa bạn gái về nhà mình chơi, về quê mình chơi. Rồi khi nào người ta nhớ quá là mình bận mình không đi thăm ta được, ta sẽ thăm mình. Còn đầu tiên lúc mà hẹn hò thì bạn trai phải qua đón bạn gái chứ. Đúng không? Đúng rồi. Chứ giờ thân gái dặm trường đường xá xa xôi một mình ta chưa đi sao ta biết đường đi? Không phải là em nói là bên đó muốn đi thì em xuống em dẫn xuống nhà chơi có được không? Được chứ, thì quen nha, ăn thua tình cảm thôi. Đúng không em? Dạ. Rồi dạ nhanh lắm. Thôi bây giờ chị Tường để cho các bạn ít phút để hai bạn trò chuyện riêng với nhau. Nhiều khi chị Tường ngồi đây hơi ngại ha. Mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Mr. Light. Các Tường xin mời hai bạn thưởng thức món há cảo nấm tùng lộ, xíu mại nấm đông cô và bánh xếp hẹ chiên, dầu cháo quẩy nhồi tôm chiên giòn. Những món ăn rất là ngon của nhà hàng Mr. Light, vừa ăn vừa tâm sự với nhau ha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Tự nhiên nha, ngon miệng nha cưng. Dạ. Ăn đi. Mình mời bạn nhé. Mời bạn ăn trước em. Vậy là nhà mình là có mấy anh chị em nhỉ? Nhà mình là có ba anh em, mình là con trai trưởng, còn là có một em trai á, làm đại học xây dựng Sài Gòn. Nhưng mà ví dụ như bên bạn mà họ đã muốn đến tình nhân kết hôn là sao? Muốn kết hôn mà như thế nào là sao? Mình chưa hiểu câu hỏi lắm. Có nghĩa là bạn có muốn làm vợ của mình đúng không? À, bạn muốn về bên mình hay là mình về với bạn hay như thế nào á? Bản thân mình thì mình thích ở gần với gia đình, gần với mẹ mình. Bởi vì là hiện tại bây giờ thì mình chỉ có một mình mẹ thôi. Vậy thì mình cũng được. Nhưng mà ví dụ như là ở dưới nhà việc nhiều á, ở dưới này là một tháng đến sau mình ở trên kia một tháng hoặc nửa tháng gì đó được không? Mình nghĩ là không có vấn đề gì cả. Bởi vì là công việc thì ai cũng có công việc. Cái quan trọng là cả hai phải biết chia sẻ và thấu hiểu cho nhau. Như vậy thì quá đơn giản rồi. Còn mà ví dụ như ở trên nhà thì có làm cà làm gì không? Nhà mình thì không làm dãy. Mình thì ở nhà còn vườn đồ có mà bây giờ hiện tại là ở với bố mẹ. Mình chưa ở riêng ra. Cũng khó một cái là ở nhà là công việc là khi nào mình phải làm cả. Nhất thứ hai nữa là bên bố mẹ là cũng già yếu rồi, không làm được. Thì có lâu lâu có công việc gì là mình lên gì đó thì đơn giản thôi.
Cậu sống ăn miếng nào hết trơn vậy? Rồi nói vô chương trình không cho ăn bị đói nữa. À, sao nghe chưa nghe tâm sự gì về tình yêu cảm xúc hết mà tâm sự toàn là công việc với gia đình không vậy? Dạ. Rồi thí dụ như giờ có phương án giờ em đi lấy chồng em theo chồng rồi em đem mẹ em theo luôn được không? Em và bạn nam ấy thì em thấy là nó hơi khó bởi vì là bạn nam thì còn có bố mẹ của bạn ấy nữa. Dạ, thế thì em không thể đem theo mẹ em được. Không, ví dụ là mình có miếng đất ngoài đúng không? Ra riêng, là ra riêng thì có chịu không? Nhưng mà ra riêng nhưng mà ở cái khu vực cái vụ ở gì ở đây ở Gia Nghĩa. Dạ. Nghĩa là bạn này ở Gia Nghĩa nhà ở trong nhà đã ở chung ba mẹ là trồng cây là bán trái cây nhưng mà bạn này có một lô đất riêng, dạ. Bạn này ra riêng xây nhà ở riêng. Thí dụ em đưa mẹ em lên ở chung luôn được không? Có nghĩa là đi em phải đi qua cái tỉnh khác. Nó cũng hơi khó nhưng mà em nghĩ là được. Khó là khó chỗ nào? Vì em đã ở chỗ đó quen rồi á hả? Dạ không, đó là mẹ em thôi chứ còn em thì... Em thì em cũng đâu có phải ở một chỗ đâu đúng rồi. Không? Mà ở đó mẹ là bà con cô bác nhiều hay sao? Quen rồi nhiều hay sao? Dạ không, mà ở đấy thì chỉ có mẹ em và cậu em thôi. Thì ra đi, dạ. Thế lại đi là đi lên ở chung gần con gái. Ở chung với con gái là quá vừa giấy rồi, có sanh nở gì cũng có mẹ phụ. Ở riêng mà bạn này cũng chỉ muốn là chạy đi chạy về lại để phụ cái việc trồng trọt và trái cây đổi nhà thôi. Dạ. Thấy vậy là quá ok rồi. Tại vì em lăn tăn, thật ra còn quan trọng cái chuyện tìm hiểu nhau nữa. Nhưng mà đây mình tính xa để coi có tiềm năng hay không. Trời ơi, đã đi lấy chồng nè. Mà được ở chung với mẹ, đem theo mẹ, nhà trai ok, người ta gợi luôn. Chị thấy bên này có vẻ chịu lắm rồi đó. Quan trọng là tìm được cái người yêu thương mình và hiểu được cái hoàn cảnh của mình, chấp nhận, san sẻ với mình. Còn bây giờ khó lắm em ơi, để mà yêu và rung động mà tìm thì đủ cái điều kiện mình đưa ra, khó lắm. Còn nếu mà mình cứ khăng khăng mình muốn là đối phương phải đúng tiêu chuẩn của mình đưa ra, tìm hoài không có đâu. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi với nhau ha. Mình sẽ bóc vài cái lá thăm ở trong này rồi đọc lên những cái yêu cầu ở trong này ra. Rồi mời em gái đọc lớn lên đi ạ. Hãy nói tiêu chuẩn quan trọng nhất của cô gái mà bạn yêu. Vì sao bạn thích điều đó? Người con gái mà lấy một người về lấy chồng á, không có nhất thiết là ở bên nào cả, nhưng mà như mình á, là mình nói một cái là bạn thì ở đúng ở xa mình cũng ở xa, nhưng mà bạn mà đến được với mình thì mình sẽ những cái nhu cầu nào mình cũng sẽ cũng đáp được hết cho bạn thôi, là sợ mẹ bạn có khó tính hay không thôi. Nhưng mà dễ thì mình lấy trên đó ở thời gian, hoặc là sau này mình về mình có làm một cái nhà riêng thì ở, rồi còn mình thì cũng có đi chạy xe nữa mà, đâu phải là ở nhà không đâu. Chị là thấy bạn này rất là nhiệt tình luôn á nha. Và chị là chị chịu rồi đó. Thời gian đầu người ta có thể lên nhà em ở luôn, yeah. Rồi ổn định rồi đưa mẹ về dưới này, ta có đất luôn. Thời gian ta có xe, ta đi lại lại với hai gia đình. Chúng ta mở ra rất là nhiều cái tiêu chuẩn. Nhưng mà trả lời chưa đúng câu hỏi của chương trình. Hãy nói tiêu chuẩn quan trọng nhất của cô gái mà bạn yêu. Vì sao bạn thích điều đó? Tiêu chuẩn nhất là biết nấu ăn, lo trong gia đình. Bề ngoài bề trong thì nặng khó nhọc quá thì mình lo cho bạn thôi. Bạn này có thể có vẻ trái tim hơi rung động rồi. Nhìn thẳng vô mặt bạn gái, không có nhìn lên xuống dưới nữa. Tự tin không? Rồi. Giờ chị hỏi thiệt nè, có thấy mến thích bạn gái bên này không? Có. Có, rồi. Nếu mai mốt rủi, ví dụ mai mốt mà lấy nhau về hoặc là yêu nhau thì phải kêu bằng anh em đúng không? Bây giờ em tự tin em kêu bằng anh em nói chuyện được không? Được. Thu nhập của em có ổn định để nuôi vợ con không? Có luôn. Thì thu nhập khoảng bao nhiêu một tháng? Thu nhập một tháng thì được 20 triệu. Còn chi phí còn mấy khác thì còn hơn. Cũng hơn là sao? Cũng hơn khoảng 50 triệu đó. Trời ơi, từ 50 bỗng hạ xuống còn 20 vậy? Tại vì nó nhìn trừ hao. Trừ hao hả? Trừ hao quá. Nói chung là người rất thật thà. Ok, rồi bây giờ tới phiên em nè. Tôi là tôi chịu anh này rồi đó. Đọc lớn lên. Bạn trai thích cô gái của mình có vòng 1 to hay vòng 3 to hơn vì sao? Rồi, trả lời luôn đi. Nói. Khó trả lời quá. Cái này khó trả lời. Kể đi. Nói chung là bên phòng... vòng 1 đó là cũng bình thường, còn mà vòng 3 thì cái này dùng khó. Sao khó? Tại vì giờ không nhớ, không biết nói. Không biết nói, giờ thích vòng 1 hay thích vòng 3? Thấy vòng 3 hơn. Lý do? Lý do là vòng 3 là... Đẻ nhiều hơn. Vòng 3 là không phải quay nhiều mà cũng nhìn thấy cái đối xứng thôi. Đối xứng thôi, nói chung là cái gu thích vậy thôi, còn không biết lý do. Ôi, đừng ép tao quá, ngồi nó xỉu luôn bây giờ. Hai người nhìn nhau 30 giây và nói với nhau mỗi người một câu nữa thôi. Hiện tại mình muốn nói điều gì? Anh em nha, mạnh mẽ lên. Lấy muốn hôn nhân về với anh thì em có chịu hay không? Hỏi gì sao ta trả lời? Hỏi khó trả lời quá thôi, tùy ông đi. Có quyền hỏi. Cái này mình phải tìm hiểu. Em có muốn nói gì với anh không?
anh nghĩ một người con gái chỉ thiên về một bên gia đình thì có hẳn là một người phụ nữ tốt hay không? Nói với như vậy á thì thông cảm thôi. Như em á là nói chung là cũng có mẹ, một mình mẹ, cũng có một thời gian phải về bên anh hay là như thế nào này chứ. Dạ vâng, đúng rồi. Thế cũng chấp nhận được mà đâu sao đâu. Cái tấm lòng ảnh có nhưng mà cách diễn đạt ảnh không có tốt. Thật ra là ảnh hiểu hoàn cảnh của em. Để tôi thông dịch viên giùm. Bữa nay người ta hỏi á, là em nhận xét như thế nào về một cô gái nếu mà cứ thiên về một bên, nếu bên nội không hoặc bên ngoại không, thì đó có phải cô gái tốt hay không, hiểu không? Thì thật sự một cái cô gái tốt là một cô gái sống phải biết dung hòa, phải biết sắp xếp, nội ngoại đôi bên đều phải trọn vẹn. À, mà bên đây thì bạn này trả lời một cái vế là à, em lo bên em là đúng vì mẹ ở một mình, nhưng mà lâu lâu cũng phải dùng cái từ lâu lâu cũng phải qua bên anh nữa chứ, như vậy cũng được. Nên là bạn ấy đều hiểu, chấp nhận được cái điều đó, đúng vậy không em? Đúng rồi. À, bên đương nhiên mẹ hoàn cảnh khó khăn hơn, mẹ ở một mình thì mình đương nhiên phải lo cho mẹ. Mẹ ai, mẹ cổ cũng như mẹ em nếu mà chúng ta lấy nhau. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nếu từng đếm 3 tiếng mà đồng ý thì bấm nút thật mạnh, không đồng ý thì lấy tay ra nha. Đây là cái duyên của mình, tự mình quyết định. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Hai người cùng bấm thì hồi hộp. Thật sự á, là chị biết á, là bạn gái có phần lăng tăng, nhưng mà em yên tâm, giống như chị nói mới là đúng. Một người chu toàn là mình phải cân bằng được hai bên. Nhưng mà may mắn là em tìm được một cái người mà người ta sẵn sàng để cho bên em nhiều hơn. Nhưng mà em cũng không thể nào vì cái ích kỷ cá nhân hoàn cảnh của mình mà mình không lo cho gia đình bên này. Chị nghĩ rằng anh chàng này là một anh chàng rất là chất phác, rất là thật thà. Chúc mừng hai em nha. Rồi một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Nói nhát thôi chứ hành động thì không có nhát nha. Chị em nghe. Dạ. Rồi chào chị ha. Mình giới thiệu về bản thân mình với tụi em ha. Đó, yên tâm với lại chương trình thôi thì chị vui giới thiệu dùm nha. Dạ. Rồi, mời chị ạ. Em hiện em là Thị Thanh Giang, 40 tuổi. Chị nói không nghe, chị tên gì? Chị nghe chưa? Rồi, chị nói đại ha chị ha. Em tên là Huỳnh Thị Thanh Giang, 40 tuổi. Hiện đang làm trong lĩnh vực y tế. Là chị làm cái gì chị? À, em làm về đào tạo, giám sát, hỗ trợ cho tuyến dưới. À, là mình làm ở trung tâm hả? Trung tâm y tế hay em sao? Em ở bệnh viện. Bệnh viện sản phụ khoa. À, bệnh viện sản phụ khoa. Ở đâu chị? Thành phố Hồ Chí Minh chị. Bệnh viện nào đó chị, mình cụ thể giúp em ha, tại vì mình cũng phải là tự giới thiệu bản thân á, để tụi em coi cách nói chuyện với chị như thế nào á. Dạ, bệnh viện Từ Dũ chị. À dạ, rồi là chị đang tự đăng ký tham gia chương trình bên em hay sao vậy chị? Dạ đúng rồi chị. Ừ. Rồi mình nói về xíu về điểm mạnh điểm yếu tình trường của mình ha. Dạ. Thì em thì đã lập gia đình 2009 đến 2012 thì ly hôn, hiện có một bé trai 12 tuổi. Thì hiện tại thì em có hai mối tình, một là chồng đã ly hôn và một người bạn sau đó thì cũng đã chia tay. Ừ. Rồi nhưng mà em hỏi xíu, là chị kết hôn năm nào mà chia tay năm 2019 chị? Mình ở với nhau bao lâu? 2009 đến 2012 chia tay. À, 2009 đến 2012 chị chia tay. Thì đỉnh điểm nhất là cái gì, việc gì mà anh chị dẫn đến ly hôn ạ? À? À, ông xã cũng lúc mà mình đang mang thai thì ông xã cũng có mối quan hệ bên ngoài. À, là chị phát hiện bằng điện thoại hay sao? Chị kể cụ thể giúp em đi. Dạ đúng rồi chị. Ừ, mình có nói chuyện cụ thể không chị hay sao? Không, sau đó thì nói chung là cũng mẹ chồng cũng không ấy lắm, nên là sau đó thì bọn mình chia tay, cũng không có nói chuyện gì nhiều. Là người ta cũng không biết là chị phát hiện ra có người thứ ba luôn? Có biết nhưng mà không có nói chuyện. Có biết nhưng mà chị bản thân chị không nói chuyện, mà sao người ta biết?
Cho nên là em chưa hiểu không em, cụ thể giúp em đi, ví dụ nói với anh. tức là à, có biết là có phát hiện ra thì cũng có, chỉ là nói chuyện bây giờ thì nếu mà muốn duy trì thì ấy, nhưng mà bạn thì bạn không có muốn nói chuyện, bạn cứ giống như đang trong lãng. Ừ, rồi sao nữa? Thì sau đó thì cũng lúc đó thì mình cũng đang có em bé được mấy tuần, thì lúc đó thì mình cũng, tại vì mình cũng rất là khó có em bé nên là lúc đó thì mình cũng tập trung có em bé, là cũng không muốn nghỉ ngơi nhiều, nên thì bạn đi về nhà bạn ở, còn mình thì ở lúc đó mình ở trọ. Sau đó thì mình sinh em bé xong thì hai đứa chia tay. Và trong cái quá trình mà chị Em nghe nè chị. Alo. và mình chia sẻ cái gì em có điểm mạnh điểm yếu của chị đi chị, Em nghe nè chị. rồi chị chia sẻ giùm em những cái điểm mạnh điểm yếu của chị nha. À, điểm mạnh của em là một người hơi hướng nội và luôn nghĩ về gia đình. Còn điểm yếu thì cũng có, là nói chung là một khi là không thích nói chuyện thì sẽ không có nói. Nên nói chung là không muốn tìm hiểu nữa, nếu là khi mà bạn đã không thích trả lời thì thôi không có tìm hiểu sau vấn đề của người ta. Dạ là từ lúc mình chia tay chồng thì cũng có mấy anh tới tìm hiểu mình hả? Hay như Dạ đúng rồi, có một người, nhưng mà lúc đó thì mình con mình nhỏ nên mình cũng chưa có tiếp nhận. dạ chị ơi, chị ơi, mình nói chuyện, mình nhìn vô camera điện thoại giúp tụi em để tụi em thấy mặt chị nha. Dạ rồi, cảm ơn chị, mình hơi gập điện thoại xuống xíu ạ. Dạ rồi, rồi tiếp tục nha Thảo ơi. Rồi hiện tại là giờ chị đang ở trên Hồ Chí Minh là ở với bé con của chị hả? Hai mẹ con hay còn ai nữa Dạ không ạ, còn hai mẹ con thôi. không? Ừ, sáng chị đi làm thì chị gọi bé đi nhà trẻ hả? Không, bé em bữa nay 12 tuổi rồi, bé đi học. Rồi vậy mà cái mẫu người bạn trai mà chị mong muốn sắp tới thì sẽ là người như thế nào? Về tính cách, ngoại hình nè, hoặc là về công việc, quê Hiện tại thì mình quê thì mình không có quan trọng quê, tính cách thì hòa đồng, biết nghe, quan tâm, chia sẻ, có công việc ổn định. thế nào chị? Chiều cao Ngoại cân hình thì bình thường thôi vậy, không đến nỗi mà ăn cao quá. không? Chị cao là 1m bao nhiêu? Chị nặng bao nhiêu Em 56, nặng 56, cao 1m59. nay là cái buổi phỏng vấn đầu tiên nha. Bên em có nhận những thông tin của chị rồi. Nếu như mà có à, anh nào phù hợp với những tiêu chí của chị thì bên em sẽ liên hệ lại Dạ, em cảm ơn chị. nha. Em chào chị nha. Trước tiên thì chị giới thiệu giùm em những thông tin cơ bản của chị như là họ, tên, tuổi, nghề nghiệp và chị đang ở đâu nha. Chị Đinh Thị Thanh Tâm, quê Quảng Bình, nghề nghiệp là làm văn phòng lên trường cấp 23 Hà Tĩnh á. Và chị Tâm là sinh năm mấy vậy chị Tâm? Sinh năm 82 em. Mình đang làm ở trường cấp 2 hả chị? Trên cấp 23 Hòa Tiến. Mình làm ở bộ phận văn phòng chứ không phải là giáo viên bộ môn hả chị? Năm văn phòng thôi. Chương trình của em thì ghi hình ở Hồ Chí Minh thì không biết là có tiện cho chị Tâm mình di chuyển vào Hồ Chí Minh không chị? Em bảo sao? Dạ, chương trình của bên em là ghi hình ở Hồ Chí Minh. Thì không biết là có tiện cho chị từ Quảng Bình vào Hồ Chí Minh không? Dạ
Dạ, nếu như mình được ghi hình đó thì khoảng bao nhiêu lâu thì tụi em phải báo trước chị bao nhiêu lâu thì được? Em hỏi lại cho chị xin lỗi. Dạ, là nếu như là ghi hình thì bên em sẽ báo với chị trước bao nhiêu ngày để mình sắp xếp vô Hồ Chí Minh đó chị? À, để vào Sài Gòn phỏng vấn em. Dạ đúng rồi, để vào Hồ Chí Minh mình ghi hình luôn đó chị. À, chị rất tâm tới hè đi. Chắc tâm thi được 12 xong rồi chị mới rảnh. Là khoảng tháng 6, tháng 7 thì chị mới đi được hả? Ờ, chắc tâm thi được 12 xong là tháng 7. Chắc tâm mùng 10 hay gì đó, mùng 10, 12 gì đó của tháng 7 á. Mình chia sẻ một xíu về điểm mạnh và điểm yếu của mình nha chị Tâm. Điểm yếu của chị à, hơi nhút nhát tí. Mình cứ Đó, thoải mái đi. chúng ta chân di chuyển làm được. Cho mình trải qua bao nhiêu quá trình rồi. Ừ, chị hai rồi. Nó một chút năm nó rồi thôi chị cho đẩy trong đây. Rồi Ừ. mình đã làm cho được rồi hả Ừ, chị phải ra đến nơi chị có hai con thôi, bé gái học được 9 và bé trai học được 7 rồi. Lớp 9 với lại lớp 7. Được, bé trai học được 7, con bé đâu thì học được 9. Dạ được không? Chị mình không nói chung với nhau nữa, xong rồi mình quyết định ly hôn đó. Thì đâu ly hôn đâu, trong chị mắt má. À, ông mất năm bao nhiêu của Trong chị mắt chỉ năm rồi, chị đâu phải ly hôn đâu, chị biết dạ. rõ trong 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 thấy má. Dạ từ lúc ăn thì mình có gia không ăn không chị? Không, chị không phải đây. Là có ai nhắn tin cơ cảm là tìm hiểu chị không mà chị không chịu không? Cũng có rất nhiều người tìm hiểu nhưng mà chị không. Vậy thì trong Dạ. đó là chị đang muốn để chăm sóc cho con cái đã, nên chị chưa muốn. Vậy thì nói gì sao mình đăng ký tham gia chương Tuy nhiên chị mới cảm thấy buồn buồn mà chị muốn lấy chồng được thôi. chị? Ở trong chỗ trường mình dạy thì có mấy thầy gì đâu không? Có mấy thầy hay là có mấy anh làm văn phòng chung với chị không? Phòng của chị thì chỉ có nữ thôi. Nữ văn hóa thì giáo viên, nữ giáo viên nhưng mà trong văn phòng chỉ có nữ, không có nam. Giờ giờ mẫu người bạn trai mà chị mong muốn thì như thế nào đây chị Tâm ơi? Có người bạn trai của chị là kiêu căng thì cũng bình thường cũng được, nhưng mà phải mập mập chút xíu, không được mà mập quá, với là phải đẹp trai chút xíu, lanh lợi. Kinh tế thì khá khá tí. Ưu tiên Thì chị nói là kinh tế cũng không phải một tí nữa, bởi vì thì khoảng bao nhiêu đó chị lớn tuổi rồi, với hơn nữa có hai đứa con rồi, nhưng mà lại một người năm về làm lại từ đâu thì chị cũng thích mấy á. chị? Kinh tế khoảng bao nhiêu là đủ chị? Một tháng anh phải thu nhập bao nhiêu? Bao nhiêu ta thì Vậy là đầy đủ á, đi mua đá á, chỉ của bác cũng nữa. Tại vì sau này con chỉ còn đi học đại học các thứ rồi, chỉ mong muốn thu nhập của chị một tháng là bao nhiêu? nữa. Thu nhập của chị thấp lắm, lương cố định của chị thì được còn hơn 4 triệu thôi, tại vì chị làm văn phòng mà Yeah. Vậy thì anh làm bán hơn 10 văn phòng ở nông thôn nên hẳn cũng cũng thấp, nhưng mà chị làm bên cạnh đó thì chị cũng làm hai công việc nữa, nó thành ba, coi như xem là ba công việc đấy. Tổng cộng thu nhập của chị thì tầm mấy triệu, mấy mấy triệu một tháng, tầm năm triệu. Dạ còn ví dụ như ảnh đã lập gia đình đã ly hôn thì chị thấy cái điều đó được không? Nãy ngày sao em? Ví dụ như ảnh đã có gia đình và đã ly hôn thì được không chị? Cũng được. Dạ
Nghe sai đó, phụ đẹp trai tí về cái cơ sở sáu chính thích đó. Rồi ngày hôm nay là buổi nói chuyện đầu tiên của bên em với chị Tâm ha. Bên em có được những thông tin cơ bản của chị Tâm rồi. Nếu như có anh nào phù hợp thì bên em sẽ liên hệ lại với chị Tâm nha. Ừ. Chị cảm ơn em. Rồi, em cảm ơn chị. Mình bấm nút đỏ hết khỏi cuộc gọi em ha. Thì xong chưa?